bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với phần phỏng vấn du học sinh thân yêu của MEP sau khi các bạn có visa. Ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện một gương mặt rất là xinh đẹp, đó là bạn Phương Thanh. Bạn Phương Thanh thì hiện đang công tác tại Samsung Việt Nam. Và Thanh thì vừa là tân sinh viên của trường đại học Changsin, một trong những trường đại học top 3 rất xuất sắc tại trung tâm thủ đô Seoul. Chúng ta cùng Thanh chia sẻ về hành trình đến với trường đại học Changsin, đến với MEP cũng như những dự định của bạn tại Hàn Quốc nhé. Chào Thanh. Và em chào chị. Chúc mừng Thanh bởi vì em đã đi một chặng đường rất là dài, nhiều hồi hộp. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đến được cái đích của mình rồi. Cảm xúc của em khi mà nhận được visa từ đại sứ quán là như thế nào? Em rất là vui mừng ạ. Chị vừa chia sẻ là Thanh đã chia tay xong hết đồng nghiệp của mình ở Samsung chưa? Dạ, em thì cũng có chia tay xong rồi ạ. Thế mọi người có chia sẻ với em về việc là mình nên check in ở chỗ nào ở Seoul chưa? Mọi người thì... kiểu mọi người cũng chưa sang ấy ạ, nên là mọi người cũng không có nhiều chia sẻ. Tức là mình cũng sẽ dần dần là tự khám phá đúng không? Dạ vâng. Lý do tại sao em đến với Changsin và đến với MEP? Lý do em đến với MEP là em được qua bạn bè giới thiệu. MEP là một công ty rất uy tín ấy, nên là mọi người đã giới thiệu em đi qua bên MEP. Còn Changsin là do bên công ty mình đã tư vấn cho em. Là một trường mà có học phí rẻ so với mức ở Seoul, lại còn ở thành phố nữa. Khi mà em nghĩ đến Seoul thì điều đầu tiên em nghĩ là mình sẽ khám phá địa điểm nào sau khi mà em hết cách ly 10 ngày tại Changsin? Em cũng chưa biết chị ạ. Chắc là phải sang bên đấy phải nhờ một số anh chị đi trước để chỉ dẫn ạ. Mình có nhiều bạn bè ở Seoul không? Dạ, em thì cũng chưa có, nhưng mà có qua MEP này thì cũng đã có quen được một bạn đi cùng. Đi cùng trường ấy chị. Hai bạn là hai bạn nữ, chắc là sẽ cách ly cùng nhau. Dạ, bạn kia thì đến từ khu vực MEP thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chỉ có một tò mò hơi một xíu, đó là Thanh thì đã có một sự nghiệp rất là ổn định ở Việt Nam rồi. Em cũng đã đi làm này, có thu nhập rồi, vậy tại sao mình quyết định dừng công việc của mình để đi du học Hàn Quốc? Vâng, thì em được chia sẻ với chị là qua thời gian đi làm thì em nhận ra một điều là việc học nó rất quan trọng ấy. Với cả là em cũng chưa nhận được tấm bằng đại học, nên là em muốn đi học thêm để có thể có được tấm bằng đại học. Và đi Hàn Quốc thì mình có thêm nhiều cơ hội khác để ra ngoài mở mang hơn ấy. Thanh thì đã bắt đầu học cùng với Changsin, học online rồi đúng không? Dạ, vâng. Trong quá trình mà mình chờ visa đúng không? Thế em học được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em học được hơn 3 tháng ạ. 3 tháng rồi à? Dạ. Thế trong quá trình mà tiếp xúc với các thầy cô online thì em cảm thấy như thế nào? Thầy cô bên MEP là nghiêu lắm ạ. Dạ. Vâng, với cả thầy cô rất là tự tâm. Ok. Thế là nếu mà đi thì nhớ nhất cô nào? Nhớ nhất cô Lan Anh ạ. Đây cô Lan Anh đúng không? Vâng, cô Lan Anh. Em học cô Lan Anh từ đầu luôn ạ. Với em thấy bên mình làm cái chương trình học tốt ạ. Ví dụ như kiểu là thời gian em có không cái khung giờ nào không hợp lý ấy, thì anh chị sẽ sắp xếp đổi cho đến khung giờ mà thuận tiện nhất cho việc học của em ấy ạ. Dạ. Dự định của Thanh tại Hàn Quốc sau khi mà xong học tiếng thì em muốn học lên chuyên ngành gì? Em thì em muốn học lên chuyên ngành làm đẹp ạ. Làm đẹp đúng không? Dạ vâng. Chị nghĩ đấy cũng là một trong những cái chuyên ngành mà rất là nhiều bạn nữ yêu thích. Và Thanh thì rất là xinh đẹp và giỏi những cái technique làm đẹp nữa. Thì em thực sự là có năng khiếu trong ngành đó. Như vậy là chúc Thanh học thật là tốt chương trình học tiếng, cũng như là hệ chuyên sâu về làm đẹp tại Hàn Quốc, để sau này có những dự định xa hơn cho sự nghiệp và công việc của bạn trong tương lai. Cảm ơn Thanh đã là chọn MEP. Và hẹn gặp em cũng như hẹn tất cả các bạn tại Seoul cũng như tại MEP nhé. Cùng mình đến với Đại học Changsin nhé.